Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn sửa chân sim của Sky880. Đây là cả cụm bo sim của Sky880. Khi quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến Sky880 không nhận sim, không nhận thẻ nhớ, nhận chập chờn lúc được lúc không, do các mình cắm nhầm chân sim, gây gãy chân sim hay vân vân, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 của di động cao cấp.vn để được thay mới cái chân sim của Sky880 mới, hoàn toàn mới này. Mọi thông tin về sản phẩm khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp các link phụ kiện của Sky880 hàng đầu hiện nay. Đó. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến hỏng lỗi chân sim của Sky880, như cắm nhầm chân sim hay là rút ra không cẩn thận hay vân vân. Đó, những trường hợp đó thì quý khách vui lòng liên hệ với di động cao cấp.vn để thay chân sim mới. Xin cảm ơn quý vị các bạn.